Sáng ngày 2 tháng 5, Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị để nghe báo cáo kết quả kinh tế xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6, kế hoạch duy trì bền vững và nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021, nghe kết quả giải quyết tố cáo tại xã Đức Bồng và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thiểu Quang, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong tháng 5, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện, Ban thường vụ, Thường trực huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng đảng, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,9% xây dựng chương trình hành động và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo kịp thời. Về lĩnh vực phát triển kinh tế đã chỉ đạo nhân dân thu hoạch nhanh gọn diện tích vụ xuân, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 10.825 tấn, đạt 87,82% kế hoạch. Chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh viêm da nổi cục trâu bò và dịch tả lợn châu Phi. Thu ngân sách nhà nước đến tháng 5 được 16 tỷ 835 triệu đồng, đạt 61,44% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao và 49,51% Hội đồng Nhân dân huyện Giao. Công tác quản lý đất đai và môi trường được thực hiện nghiêm túc, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, hoạt động y tế giáo dục được đảm bảo, ngành văn hóa thông tin, thể thao và du lịch thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền về cuộc bầu cử và các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước. Tại cuộc họp cũng đã thông qua kế hoạch duy trì và nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021, nghe Ủy ban kiểm tra huyện ủy báo cáo kết quả của đoàn giải quyết tố cáo tại xã Đức Bồng về các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng năm, kết quả ấy là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và nhân dân và sự giúp đỡ của cấp trên. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban liên quan tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong tháng 5, các đơn vị liên quan làm tốt việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là 6 tháng đầu năm, chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Gắn với đó tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng chống dịch trên đàn gia súc gia cầm và công tác phòng chống thiên tai. Tập trung chỉ đạo quyết liệt kế hoạch duy trì và nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2021, trong đó các đồng chí tổ công tác ban thường vụ phải thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo thực hiện thành công các nội dung đề ra trong kế hoạch, cho điểm nhấn để tạo sự khác biệt. Các đồng chí ban thường vụ theo lịch đã được phân công về tham dự sinh hoạt tại các chi bộ để nắm bắt tình hình tư tưởng cũng như động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, tạo niềm tin trong các tầng lớp nhân dân đối với các ý kiến tại cuộc họp bí thư huyện ủy đề nghị văn phòng huyện ủy ủy ban nhân dân tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện trình ban thường vụ xem xét để ban hành thực hiện